Hello guys, welcome back to preparation for for exam. Today, we continue about the action, tức là trọng âm. Chúng ta lại tiếp tục cái phần hôm qua chúng ta đã dừng với một hai âm tiết. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói đến ba âm tiết. Vậy ba âm tiết cũng thầy cho một cái ví dụ example. Identification, hôm qua thầy cũng đã giải thích các bạn rất rõ đó là identification. Vậy âm nhấn để làm cái gì? Âm nhấn để cho nó rõ âm và khi các bạn nghe các bạn sẽ nhận biết được đó là từ nào và nghĩa nó như thế nào. Và cái quan trọng đó là âm nhấn trong tiếng Anh. Ở ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng có phải âm nhấn. Nhưng đối với tiếng Anh thì nó quan trọng hơn bởi vì khi nhiều ngôn ngữ thì người ta sẽ gọi là nuốt âm identification. Identification. Thì có nhiều người không quen nghe thì cái âm nhấn sẽ giúp các bạn nghe rõ hơn. Đó, vậy education, âm nhấn nó đó là cation. K, identification. Đó là đuôi ation được nhấn chính nó, ation. Đó, cation. Đó là example hôm qua thì thầy nói lại cho nó các bạn rõ âm identification. Vậy từ này nó có bao nhiêu âm tiết? 1 2 3 4 5 6. Đó. Có 6 âm tiết. Vậy với 3 syllables or more, tức là 3 âm tiết trở lên. Vậy thì có những cái quy tắc nào các bạn phải nhớ và những cái đuôi nào các bạn phải nhớ, đó là hậu tố hay là tiền tố. Thứ nhất đó là âm nhấn thường được đặt trước những hậu tố này một âm tiết, trước nó một âm tiết. Thì ví dụ thầy ví dụ nha, hôm qua cái ví dụ như từ happy, ví dụ như trước nó một âm tiết, ví dụ như đuôi này thì trước nó một âm tiết thì đó là gì? Happy. Đó, trước nó một âm tiết. Đó là phần happy. Đó là trước nó một âm tiết. Đó là đuôi thứ nhất đó là x hay là equal. X equal thì giống nhau. Cách viết này hay là cách viết này đều như nhau. Đó. Ví dụ như cái từ kinh tế, thuộc về kinh tế. Vậy cái đuôi x, các bạn thấy x và nhấn trước nó một âm, vậy là chữ N. Economic. 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 Và âm nhấn nó nằm ở đây. Đó, chữ N, trước nó một âm. Economic. Còn có cái từ ngoài lệ là, các bạn, đó là chính trị. Về chính trị thì politics, politics thì nó lại nhấn trước nó hai âm, trước chữ x này nó hai âm, politics. Thì đó là đuôi x hay equal. Thầy lấy ví dụ thêm ở cái chỗ equal. X hay các bạn có thể là viết gì? Economical đều được ha, nó giữ nhau đuôi này ha. Đó là cái mà ví dụ cho chúng ta. Thứ hai, đuôi thứ hai đó là hậu tố thứ hai đó in, và cái từ ví dụ thầy đã nói rồi, sun in sun. Đó, extinction, extinction, extinction. Extinction. Vậy âm nhấn ở chữ gì? Think. Extinction. Đuôi thứ ba đó là edge. Edge. Advantage. Advantage. Đó, nhấn trước ở chữ van. Advantage. Đuôi tiếp theo đó là cũng là ian. In, nó cũng được phát âm là in. Ví dụ như từ nhạc sĩ, musician,
musician, musician, musician. Rồi, đuôi. À, chú ý các bạn. Có những có cái bình thường thì nó vẫn nhấn trước nó một âm. Đối với danh từ đuôi này, còn đối với tính từ hai đuôi này thì nhấn trước nó một âm. À, approval, approval, industrial, industrial, eventual, eventual, eventual. Đó, đây là danh từ. Đuôi này nó mang danh từ, cho nên nhấn trước nó một âm. Còn hai cái này nó là tính từ thuộc về công nghiệp thực tế thì nó lại nhấn trước nó một âm. Đó, đó là tính từ. Đó, cái này là adjective. Còn từ này đó là noun. Đó. Đó, đa phần những danh từ kết thúc bằng al, o thì nhấn trước nó một âm. Còn đây là tính từ, đa phần của tính từ. Đuôi tiếp theo đó là yours. E, cái đuôi này hay đọc là us, yours, yours, yours. Đó, nhấn trước nó một âm tức là victorious, victorious, chiến thắng ha. Spontaneous, 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 à, spontaneous. Đó là đuôi này, các bạn chú ý đó. Đều là tính từ, những cái này đó đều thuộc về adjective, nó thuộc về tính từ hết. Và cũng thuộc về tính từ những cái đuôi này. Đó, ví dụ if it is able, able. Đó, sensitive, đuôi này itive. À, nhấn trước nó một âm thì sensitive. À, responsible, responsible, acceptable, acceptable, acceptable. Đó, acceptable. Tiếp theo là early, early, factory, factory, factory. Có hai cách đọc, đó là factory hay là factory, đọc nhanh. Entry, entry, entry. Đó, nhấn trước nó một âm. Đuôi nữa là it, activity, activity. Identity, identity. À, you, euler, regular, euler, regular, particular, particular, particular. Tiếp theo là đuôi logic, thuộc về thuyết. Những môn chúng ta học như là triết học, sử sinh, đó, sinh học, đây là biology, à, logy, biology. À, graphy, nó thuộc về ảnh. Ví dụ có photography, 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 đó. À, âu, đuôi âu. Thì những danh từ đuôi âu thì đa phần nó được là từ mượn. Nên nhấn trước nó một âm, mosquito, mosquito, tornado, tornado. À, đây là cái đuôi của Latin. À, A, E, I, A, I, U, M, I, A, R. À, đó là nhấn, cũng nhấn trước nó một âm. Đó là ví dụ bacteria, bacteria, đây là vi khuẩn, bacteria. Familiar, familiar, familiar. Tiếp theo đó là euler, eulum.
curriculum, 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 chương trình giảng dạy, formula, formula, formula. Đuôi tiếp, đó là IOR, IEN, thường đọc là INT, INT, thì đều nhấn trước nó một âm. Interior, interior, nội tâm. Sufficient, sufficient, sufficient. Dependence, dependence. Là dependence. Attendant, ví dụ cái đuôi này, thầy lấy một ví dụ nữa là attendant. À, attendant là nhớ đó, attendant là cái đuôi ant, attendance cũng được ha, sự tham gia, người tham gia. Đó, đuôi tiếp theo đó là có cái từ ngoại lệ đó là confident, là nhấn trước nó hai âm confident. Bình thường chúng ta hay bị lỗi ở cái đời, hay phát âm là confident, nhưng mà ở đây là confident, đó là ngoại lệ. Đuôi tiếp theo đó là URE, departure, 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 sự khởi hành. Vậy tiếp theo đó là những hậu tố được đặt trước nó hai âm tiết, được nhấn trước nó hai âm tiết là những hậu tố nào đó. Đuôi ATE, flexible, ở đây là cái đuôi đúng không, hậu tố, và nhấn trước nó một hai, đó là hai âm, đó là candidate, candidate. Decorate, decorate, đó là nhấn trước nó hai âm. Ok, tiếp theo us, dangerous, 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 nguy hiểm, thuộc về nguy hiểm. Đuôi tiếp theo đó là ut, 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 solitude, solitude, institute, 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 đó. Cái ngoại lệ có vài một và một số ngoại lệ đó là attribute, attribute, cho là, được cho là, contribute, contribute. Tiếp theo đó là it, ITE, opposite, opposite, opposite. Rồi đuôi I, phải, ply, thì những cái này đó là thuộc về động từ. Những cái đuôi này thuộc về adverb, verb, các bạn chú ý, verb, nó thuộc về động từ, đó là I, fly, ply, chứ không phải là tính từ hay trạng từ. Clarify, 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 simple, simplify, simplify, multiply, 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 đó, đó là. Tiếp theo đuôi đó là đuôi eyes, eyes, I S E hay I Z E thì đều như nhau. Cách viết ở đây của anh Mỹ, trước nó hai âm, criticize, criticize, compromise, compromise, compromise. Còn những trường hợp được nhấn chính nó, những đuôi nào được nhấn ở chính nó, ví dụ đuôi âu âu, ví dụ như đuôi âu âu, được nhấn chính nó, tức là đây, đây là đuôi và nhấn chính nó, thì các bạn thấy rõ. Đó là bamboo, bamboo, balloon, balloon, tre,
quả bóng ha. Y à, đuôi 13. Thì ở đây từ số 13 cho đến số 19 đều nhấn, các con số này được nhấn ở gì? Âm thứ hai. Đó là âm y. E 13, 13, asleep, asleep, teenage, teenage. Rồi, tiếp theo, đuôi tiếp theo, year, engineer, 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 đó, kỹ sư. Is, trong này thường hay thuộc về ngôn ngữ, cái đuôi này nó về ngôn ngữ hoặc là người, người dân. Is đó. Portuguese, Portuguese, hay là Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. E-T-T-E, secret, secret, secret đó. Tiếp theo đuôi đó, ask, ask, picturesque, 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 đẹp như tranh vẽ. Đuôi tiếp theo đó là self, đa phần thì ở âm self, chính mình, chính nó, themselves, themselves, herself, herself, đó là self. Đó, nữa là ECT. Hôm qua thầy đã nói đến cái danh từ này rồi, trong cái đề thi rồi, ví dụ và đề thi. Affect, nó nhấn ở chính nó đó. Affect, đây là danh từ, còn đây nó là tính từ. Correct hay là động từ, nó vừa danh, vừa tính vừa động. Correct cũng đều âm, nhấn âm hai. Correct. Nhưng ngoại lệ đó, insect, insect. Rồi, những tiền tố khi được thêm vào nó không làm ảnh hưởng cái âm nhấn. Đó là những tiền tố nào? Như chúng ta đã học đó là có đuôi gì, tức là làm lại, lặp lại. Disc, mist, im, extra, in, ill, in. Đó là những cái đuôi mà sẽ không làm, những tiền tố không làm thay đổi đó, cái âm nhấn. Ví dụ như cái từ possible, nó âm nhấn ở chữ possible, 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 possible. Nhưng nếu như âm thêm một tiền tố im, tức là ngược nghĩa. Đa phần những cái này được là ngược nghĩa, còn chỉ cái thằng này đó là gì? Thêm. Impossible, impossible, impossible. Đó là các bạn chú ý đó. Tiếp theo đó là important, important, important. Nhưng khi chúng ta thêm important, important, vẫn âm nhấn không thay đổi. Đó là những tiền tố đó. Legal, ví dụ thầy lấy cái chữ legal. Thêm tiền tố của nó đó là illegal, thì âm nhấn nó vẫn nằm ở âm này, legal, legal, illegal, illegal, legal. Thì đó là những cái tiền tố không làm thay đổi cái âm nhấn. Tiếp theo là những hậu tố cũng không làm thay đổi âm nhấn. Những hậu tố nào? Mình, ship, this, list, or, er, hood, in, ed, fur, li. Thì hôm qua thầy đã giải thích được cái âm in carry, nó không thay đổi âm nhấn. Đó, mình. Thầy ví dụ mình, ở âm mình nó sẽ có hai hướng. Nếu bản chất danh từ của nó thì nhấn trước nó một âm tiết, nhưng ở đây nó được xây dựng từ một, đó là thêm vào, được khẩu tố thêm vào, thì nó từ một cái
danh từ một từ tính từ hay động từ, thầy lấy ví dụ graven. Và âm nhấn đây là động từ graven. Nhưng khi thêm đuôi mình, các bạn chú ý vẫn là government. Government thì vẫn nhấn ở âm đầu, không thay đổi âm nhấn. Đó, government. Government, và ở đây là này gì nào? Vậy được xây dựng từ động từ thì đó là word form, cấu tạo từ. Những bài học sau thì thầy sẽ nói đến vấn đề cấu tạo từ như thế nào, nhưng hôm nay chỉ là nhấn mạnh đến vấn đề đó là stress nha các bạn chú ý. French, ví dụ như relation. Âm nhấn của thằng này đó là gì? Lay, bởi vì trước nó là gì? Nấm chính nó là action, đó là đuôi nó. Relationship. Relationship thì nó cũng không thay đổi về âm, âm nhấn. Nó vẫn vậy. Đó là cho các bạn ví dụ, hiểu rõ hơn. Đó, relationship. Agree. Agreement. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiều hơn và practice nhiều hơn về vấn đề. Nhất, ví dụ thứ nhất đó là đây. 2, 3, 4. Chúng ta sẽ nhìn nhận này, đuôi này, x này, đuôi re này, đuôi rest, đuôi yêu. Thì chúng ta sẽ phân tích nha. Đây nó thuộc đề thi tốt nghiệp năm 2015. Yêu nhấn trước nó một âm. Đối với gì? Danh à, tính. Tính từ. Và nó rơi vào âm N. À, được nhấn âm 3. Tức là âm nhấn nó nằm ở ở đây. Đó. Câu B, đuôi yes, nó nhấn trước nó một âm nữa. À, vậy thì nó nhấn âm advantageous. Còn cái này, bởi vì ở đây có 3-4 âm tiết, nhưng ở đây thì ngoại lệ, âm ary này nó lại được nhấn ở âm poor. Compulsory. Đó là ngoại lệ. Còn từ này, Oceanic. A. Đó, A. Oceanic thì nó nhấn được trước nó một âm, đó là âm. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là, và câu trả lời của chúng ta đó là C. Bởi vì sao? Nó nhấn âm một âm thứ hai. Còn thằng này là 1, 2 và 3. 1, 2, 3. Influential. Đó là ví dụ thứ nhất. Đó, có cho cần nhớ lại những cái chúng ta đã vừa học thì các bạn sẽ dễ dàng làm. Chỉ có một vài cái gọi là ngoại lệ thì chúng ta cố gắng để nhớ. Đó, cái này là danh từ gốc, vì thế mình được nhấn trước nó hai âm. Vậy instrument. Từ này thì phát âm hơi lạc lạc. Nhưng mà nhấn nó ở cái đuôi IPE thì cũng giống đuôi IT. Nó nhấn âm đầu recipe. Đuôi mình, nhưng nó được xây dựng từ cái động từ đó là commit. Nó nhấn âm 2. Commitment. Còn cái này, đuôi này ad trước nó 2 âm, vậy thì nó được nhấn âm. Nó cũng là đề thi thuộc 2015. Đó. Vậy câu trả lời của chúng ta đó là
gì được nhấn âm 2, còn những cái còn lại nhấn âm đầu. Một ví dụ tiếp theo, đề thi thử của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Đuôi it is or it. Đuôi này và đuôi này nó giống nhau, được âm nhấn giống nhau. Đuôi này được xây dựng từ danh từ erection, erection. Đó, mà nếu đã được xây dựng từ một từ thì âm nhấn nó không thay đổi. Rồi chúng ta sẽ chú ý it được nhấn ở âm âm đầu. Nhấn trước nó hai âm đó là chi? À trước nó một âm thì nhấn ở âm C. Rồi từ này trước nó hai âm vậy ở red, nhưng ở đây cái từ này nó lại là đặc biệt, nó là ngoại lệ và được nó được nhấn rơi âm nhấn rơi vào chữ care. À từ gốc của cái thằng này đó là erection, erection, erection. Thì âm nhấn của nó đó là ở âm 2, nhưng ở được thêm vào thì ở đây nó cũng không thay đổi âm nhấn. Các bạn chú ý, vậy đuôi này giống với đuôi it. Vậy thì âm nhấn nó rơi trước nó một âm, âm nào? Đó. Và từ này có và gì? Syllogy. Vậy thì chúng ta khác biệt, chúng ta cũng nhìn thấy được sự khác. Đó, khác biệt. Và câu trả lời của chúng ta đó là B. Hả? Một ví dụ tiếp theo đó là câu số 4. Cái này dễ hơn chút. Ở đây, ở cái compulsory thì nó, các bạn đã học ở bài số 4 rồi. High education rồi. Thì nó cái từ bắt buộc thì nó hơi khác với những cái âm nhấn khác. À, vậy bây giờ chúng ta thấy x trước nó một âm, vậy nó nhấn âm mi. ENT nó trước nó một âm đó là rơi vào chữ pen. Và đuôi conservation, conservation, nuôi Asian chính, nhấn chính nó. Vậy các bạn thấy đó là sự khác biệt. Rồi. Và compulsory bởi vì nó trước nó chỉ một âm, đây là ngoại lệ đúng không? Khi nãy là thầy đã nói rồi. Cho nên nó nhấn âm thứ 2. Còn những cái này nó nhấn âm 3. Hả? 332 ha, thì khác biệt đó là compulsory. Thêm một ví dụ nữa để cho các bạn rõ hơn, để các bạn ở nhà làm bài tập và áp dụng một số quy tắc. Nó không hoàn toàn là 100% nhưng nó cũng là giúp các bạn ghi nhớ. Đó là đề thi thử chuyên ở Vinh, đó, trường đại học chuyên Vinh. Đuôi ears nó trước nó một âm thì nhấn là gì? Prestigious. Prestigious. Sun trước nó một âm thì đó là reception. Nhưng ở đây là âm ơ, nó yếu. Nó vẫn không thay đổi bởi vì đây là tính từ. Adjective. Nó xuất phát từ little. Và little thì âm nhấn ở âm đầu. Cho nên khi tính từ thêm AL, âm đuôi O thì nó cũng không thay đổi âm nhấn. Arrival đó là danh từ cho nên trước nó một âm tiết. Đó. Trước nó một âm tiết. Rồi E, R. Prestigious, reception, literal, literal hay literal. Đọc nhanh theo âm Mỹ thì literal.
arrival, arrival. Vậy thì chúng ta cũng thấy được sự khác biệt. Đây là nhấn âm 2, đây 2, âm 1, âm 2. Vậy chúng ta cũng thấy được là khác biệt nó nằm ở C, đó là khác với những từ còn lại đó, literal, literal hay literal thì các bạn đều có thể phát âm được. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Và chúng ta thầy đã giúp các bạn đến vấn đề phần phonetics, accent, trọng âm. Trọng âm đã bài như vậy là đầy đủ. Hy vọng là các bạn ở nhà các bạn làm bài tốt hơn. Thank you for watching and see you, goodbye. See you later.